Tiếp theo là combo 188 nha quý vị, cũng ba cây sâm hương 250 bao phí ship luôn ha. Anh chị em nào mua thì vui lòng chuyển khoản trước nha quý vị. Rồi đây cây số 1 nè. Đó. Cành nhánh là thành phẩm hết trơn rồi nha quý vị, nhánh bà bá lửa luôn nè ha. Đó. Đó là tôi thả nhánh lâu lắm rồi đó nha. Cái số 2 là đẹp nhất bọn nè, nó quái nè. Đó, thành phẩm luôn, cái này ép vô chậu coi nó mới đẹp nha. Chứ còn mà để ở đây thì coi không có đẹp đâu, mà ép vô đi thì nó mới đẹp. Nó thu gọn lại quý vị. Còn đây cái số 3 nè. Ừ. Cành nhánh cũng thành hết trơn luôn rồi nè. Rồi ba cây 250 luôn nha quý vị, xuống luôn nha. Đó, về ép vô cái chung nhỏ nhỏ vậy nè. Đó. Rồi xuống luôn quý vị ơi.